Đây, làm cái tí nước đường chanh vào nhé.
Ôi, cẩn thận nữa thế nào bây giờ? Vợ ơi, trả con. Châu. Châu. Sao bố tôi đây, khổ như thế này. Đây, cháu đây. Cháu đâu? Đây. Anh không thể sống với em như thế này được nữa đâu. Hôm nay em làm anh mất hết cả thể diện trước mặt bạn bè. Ôi, chồng ơi, em xin lỗi chồng ạ. À. Ừ. Đây là lần đầu tiên em còn bỡ ngỡ ạ. À. Ừ. Em uống ít rượu. Lần sau em hứa sẽ không để cho chồng mất thể diện ạ. Trời ơi, không phải là cái thể diện bằng cái việc là em uống nhiều hay uống ít, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ chắc chắn là nhiều hơn. Em sẽ chồng đi đâu là em đi theo đấy ạ. À. Chồng uống rượu là em cũng sẽ uống rượu ạ. Vợ ơi, thôi được rồi. Anh mà cứ như thế này em bắt trước anh thì chết. Vợ ạ. Anh hứa với vợ, từ bây giờ anh sẽ không đi nhậu nhẹt nữa. Để cho yên ấm cửa nhà. Xe này. Xe này. Xe có nhà không xe này? Đi. Xe này. Đây. Đã trả lời rồi thì từ từ thì mới ra mở cửa được chứ. Đang bận thế gọi cái gì nhiều thế. Anh chào Sen. Em chào anh Tiến. Anh Tiến vào nhà chơi đi. Ôi nhưng mà này. Dạ. Phu đâu nhỉ? Phu nào ạ? Phu nhà em ấy. Chồng em á? Ừ. Chồng em có phải tên là Phu đâu. Ôi thế tên là gì? Chồng em tên là thôi Sen xê ra một tí. Sao ạ? À, biết rồi. Thôi. Thế nhưng mà anh Tiến sang nhà em có việc gì nhỉ? Nhờ anh sang làm gì nhỉ? Anh trêu em. Khổ ạ. Đấy, mãi nói chuyện quên mất. Chả là thế này. Dạ. Sáng anh vừa ra chợ, mua được mớ cua ngon. À, thế là em hiểu rồi. Anh ra chợ mua được mớ cua ngon nên sang nhà em mượn cái nồi to về hấp đúng không? Nhà em đầy nồi to để em vào lấy cho. Không. Sao? Không phải là nồi. Thế ạ? Thế chắc là lấy bỗng à? Bỗng thì nhà em không có đâu. Hay anh Tiến cứ vào nhà ngồi đi. Em ra chợ mua không, cho. Không. Khổ quá. Anh dạ? Cũng không phải là mà xin bỗng. Thế anh làm gì ạ? Anh sang để xem nhà mình có cái cối không cho anh mượn. Có à? Có nhà em à? Có nhiều loại cối lắm. Ừ. Cối to, cối vừa, cối nhỏ. Nhưng mà theo em ý, giã cua thì mình giã bằng cối vừa là hợp lý nhất. Cối vừa à? Vâng. Thế cho anh mượn cái cối nhỏ đi. Vâng, cối nhỏ. À, quên. Anh Tiến có lấy chày luôn không? Nhà em có nhiều loại chày lắm. Chày to, chày vừa, chày nhỏ có hết. Ủa thế à? Nhưng mà em nghĩ rồi, nếu mà mình giã cua cối nhỏ thì mình dùng cái chày to đi cho nó đầm tay. Chày to à? Vâng. Thế tùy. Dạ, thế để em vào lấy cối nhỏ với chày to cho anh nhé. Sen vào cho anh mượn chày. Vài. Sao đấy? Đẹp thế. Cái gì anh, đẹp? Anh Tiến mượn chày cối về xong đi đâu à? Đâu? Anh ở nhà mà. Ở nhà sao mặc đẹp thế? À, đây là trang phục ở nhà của anh đấy chứ. Ui! Đây là trang phục ở nhà á? Ừ. Đúng là anh Tiến đẹp nên mặc cái gì cũng thấy đẹp. Hôm trước sang nhà em mặc mỗi cái quần đùi em cũng thấy đẹp. Hôm nay mặc như thế này thấy đẹp hơn. Đẹp quá khen. Anh thật mà em khen đâu mà khen. Chờ em vào lấy chày với cả cối nhá. Ừ. Chờ em tí nhá. Anh chờ nhá. Đẹp thế. Anh ạ. Anh em cái gì? Dạ. Hả? Ờ kìa anh. Em Tiến hàng xóm vừa chuyển về đây ạ. À? Tôi biết rồi. Dạ. Mà họ hàng gì mà anh em đi đâu rồi sang đây mắt la mày lém này. Ờ kìa anh Phu. Em đấy. Phú. À, đúng rồi. Em xin lỗi em quên mất. À. Chị nhà vừa nhắc mà em lại quên. Anh Phú. Ừ. Dạ. Sao đi đâu mà sao mà cứ ngó nghiêng cửa nhà tôi đấy? À không, em chỉ là em đi ngang qua thôi ạ. Đi ngang qua mà cậu ấy đứng đây à? Em đứng ngang qua. Đứng ngang qua. Ơi, anh Tiến,
chạy cối đây rồi. Ê, em định mang ra luôn nhưng mà chót hôm qua dạ nghệ chưa rửa, thế em phải đứng rửa cho nó sạch để mang ra cho anh mượn, xong rồi lại thấy nó hơi ướt thì là lại đứng đợi để cho nó khô, bây giờ em phải mang sang anh cầm về đi. Sao bảo đứng ngang? Dạ, hả? Dạ. Thì anh Tiến sang mượn cái chày cối về để giã cua. Anh Tiến à, cầm về đi. Em mượn chày cối em về giã cua. Em xin phép em về. Anh Tiến về nhé. Đứng lại! Này, này, này! Này! Làm gì đấy? Làm cái gì? Làm cái gì mà cứ sấn sổ vào mặt người ta thế? Tôi đang định hỏi cô là cô làm cái gì ấy? Làm cái gì là làm cái gì? Anh Tiến chỉ sang mượn mỗi chày giã cua thôi thì vào lấy cho anh mượn thì làm sao? Hàng xóm láng giềng với nhau, các cụ bảo rồi, bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Láng giềng gần mà cứ một câu anh Tiến, hai câu anh Tiến ngọt sớt ra. Mà cối chày bao nhiêu nhà không mượn, xong sang nhà cái Thúy mà mượn lại sang đây mượn. Nhà cái Thúy cối tao anh không thích. Anh thì giã cua cối nhỏ, nhà mình có cối nhỏ, anh thích cối nhỏ thì anh sang đây mượn chứ làm sao? Ông nhìn lại ông đi. Tôi làm sao? Tôi làm sao? Nhìn lại mình đi. Đấy nhìn người ta, đấy người ta ở nhà mà người ta ăn mặc đẹp như thế. Đi đâu đây? Tôi đi làm. Đi làm mà ăn mặc này á? Ăn mặc trông giống thằng trộm chó không? Này 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 này, cô đừng có xúc phạm tôi thế nhá. Không phải là xúc phạm, mà người ta bảo cho mà rút kinh nghiệm. Đấy còn cái xe nữa này, đã bảo là rồi, đổi đi, đổi cái xe khác đi, ăn mặc cho nó đẹp vào. Nhà thì có phải là không có điều kiện đâu, nhà cũng có điều kiện đấy chứ, mà ăn mặc xấu như thế này, cái xe cà tàng như thế này à? Đấy người ta ở nhà người ta còn ăn mặc đẹp như thế đấy. Nói cho mà biết nhá. Liên tha liên thuyền. Liên thuyền cái gì? Cô có biết không, cái xe này là của Gia Bảo nhá, từ thời ông nội tôi để lại đấy. Thì mang sang giả ông nội đi. Lúc ba lúc bố cái mộc. Đấy là người ta góp ý thế. Không sửa đổi nhá. Không sửa lại cái giao diện này đi nhá. Thì làm sao? Mất vợ đừng có mà kêu. Ok. Này. Xe ai đấy nhỉ? Anh ơi. Anh. Cái gì mà chu chéo lên thế? Gọi mấy câu chẳng trả lời gì cả thế. Xe của ai để nhà mình đấy? Xe nhà mình ấy mới mua đấy. Được không? Xe nhà mình á? Ừ. Sao mua chả nói với em câu nào thế? Mua cái ô tô còn con lắm, việc gì phải nói. Nhà cái điều kiện thích mua vài cái. Ê, giao diện khác hẳn. Đấy em bảo cứ bắt chiếc anh Tiến ở bên kia là đẹp ngay. À, anh Tiến ở bên kia cũng mới mua cái xe nhá. Về nhà lại thấy nhà mình cũng mới mua cái xe luôn. Ấy anh Tiến cứ có cái gì mới là anh phải có cái đấy mới. Như thế giao diện nó mới oách nghề, đẹp quá. Đúng là các cụ nói, con người chỉ hơn nhau cái manh quần tấm áo thôi, đẹp quá. Tức là Tiến nó có cái gì mới là tôi cũng phải có theo đúng không? Chính xác, nhà mình có điều kiện mà anh. Thế biết chú Tiến chú vừa có cái gì mới nữa không? Có cái gì ạ? Vợ mới. Thế là thế nào ạ? Là thế nào? Tức là tôi cũng phải lấy vợ mới. Ơ, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ ở nhà nấu cơm, chờ tôi đi đón vợ mới về đây ăn cơm cả. Biết chưa? Đi ra đây. Anh ơi, nhưng mà... Làm sao? Dạ, nhưng mà... Thế đã tỉnh ra chưa? Em tỉnh rồi ạ. À, tôi nói cho cô biết nha. Cuộc sống ấy, là đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn nhá. Alo, chàng chưa đến. Khiếp, ngồi đợi mòn cả răng rồi đây này. Không biết khi nào mới đến. Thôi rồi, lát nữa mà sự việc mà xong xuôi thì tao gọi lại nhá. Sốt ruột. À. Ôi. Anh ơi. Anh có sao không? Không, anh nhìn thấy em anh hơi xúc động quá. Đợi anh có lâu không? Này, tay. Đây dễ tính không dễ dãi nhá. Em xa bờ rồi đấy. Không, tại vì mình chat với nhau ở trên Facebook nhiều nên anh nghĩ là mình kiểu cũng quen thuộc ấy. Em thấy anh với cả trên mạng có khác nhau nhiều không? À, anh là anh à, Tây Môn Khánh đúng không? Nickname là Tây Môn Khánh. Đấy là ngày xưa, cái hồi anh chưa học võ. Nhưng mà từ cái hồi anh học rồi anh chuyển sang thành Huy Võ Tòng rồi. Anh biết võ? Biết chứ, biết diện rồi. Luôn. Em là Hồng Liên đúng không? Vâng, em Hồng Liên. Tòng với Liên là rất hợp. Thế anh biết những võ gì ạ? Võ vẽ này. À không, ý anh muốn nói là tất cả những cái ngón võ ấy, đối với anh ấy, nó như là vẽ. Nếu một người nghệ sĩ ấy, nhá,
Ngày xưa anh học taekwondo này, pencasilat này, karate này, ui, tán thủ này, thần điêu đại hiệp này, hồng lâu mộng này. Cái gì à, không, đấy là mấy cái phim quay xem thôi. Trong cái phim đấy nó vẫn sử dụng những cái võ đấy. Ui, chỉ anh cần... đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của em đấy. Em có biết là chỉ cần một chút thôi là sự nhạy cảm của anh là nó sẽ sử dụng được võ đấy. Quên. Thấy chưa? Đau quá. Vừa rồi ấy là anh chỉ ví dụ thôi. Để bắt một con muỗi nó còn như thế cơ mà. Uầy. Làm sao có ai có thể đụng vào em được? Đấy mới là thử hả anh? Ừ. Thế thật thì thế nào ạ? Thật á? Diện luôn. Anh bị chuột rút à? Tự nhiên nó lại bị chuột rút chân. Để em giúp nhá. Giúp gì á? Anh cứ ngồi đấy, em giúp cho. À, nắn bóp chân này, à? Đúng rồi, đúng rồi. Nào. Ôi, được chưa, được chưa? Nào. À, được chưa? Anh thấy được chưa? Đau chưa? Đau rồi gì? Rồi ok. Thôi. Ok được rồi đúng không? Đấy thấy chưa? Em động tay vào một cái thôi là khỏi ngay. Cứng đanh luôn này. Đây, đấy. Ê, bây giờ em tin tưởng rồi. Ê, mình đi đâu bây giờ? Không. Anh thì mình mới quen nhau. Mà đã như thế rồi thì em không muốn. Với lại thực ra là em cũng chưa tin tưởng anh lắm đâu. Thế thì anh... Ai, đau bụng quá. Ui, sao thế? Em bị sao đấy? Không phải sáng nay tự nhiên làm mét lòng các bát tiết canh. Bây giờ đau bụng quá. Đợi anh một tí nhá. Anh quay lại ngay. Nhá, có gì nguy hiểm cứ gọi to. Ok. Rồi, alo. Vừa úp sọt được một thằng. Trời ơi, cao to đẹp trai lắm. Chưa hết. Biết võ nữa cơ, biết nhiều võ lắm, không sợ đứa nào bắt nạt luôn. Gì đấy, cái đập một niềm đắc một cười. Làm gì, làm sao? Chào cô em. Dạ, anh. Xinh phết nhờ, này, cho anh làm quen được không? Này. Bỏ cái tay ra nhá. Trời ơi, xin giới thiệu nhá. Người yêu của đây, biết hơi bị nhiều võ luôn nhá. Biết nhiều võ, sợ quá nhờ. Úi giời ơi, này cho anh làm quen được không? Hả? Ra. Anh không ra đấy. Anh Huy ơi! Đang làm gì đâu mà ra? Anh Huy ơi! Anh đây! Đây! Thấy chưa? Anh ơi! Thằng này bắt nạt em nhỉ? Hai mũ vàng đi rồi! Đấy! Đúng rồi! Hai mũ vàng đây! Búi anh xem ạ! Có cả tay này em! Đến đây bắt nạt người yêu tao hả? Đấy! Thấy chưa? Làm sao? Nó lại rúi đầu anh mày này! Này! Cái gì? Mày này! Anh ơi à? Tao bảo thôi! Hả? Cái gì? Mày đánh đau thế! Cái thằng này, mày bị làm sao đấy? Đánh không đau thì... Ôi dồi, anh ơi! Ôi anh ơi, thôi! Anh ơi! Mày có dám ngông nghênh không? Không ạ, không. Có dám không? Không, Võ đâu hả? Lần sau gặp nhá, thì cụp cái mắt xuống nhá, nhớ chưa? Vâng. Bố nào ăn cắp à? Có người thích võ không? Hả? Sao vừa nãy anh nói lại biết võ cơ mà? Em không sao thì tốt rồi. Đúng là vô dụng. Anh nên đổi thành là Huy vô dụng. Đừng lấy Huy võ tòng nữa. Ơ kìa. Đâu? Đập choáng thật. Làm đâu? À ông đấy à? Ôi. Nàng cái gì mà nàng? Đi bố nó mất rồi. Sao lại đi? Còn gì nữa? Thế hai thằng mũ vàng vừa rồi không phải quân của ông à? Nó quánh tôi đau quá. Mũ vàng cứ ở đây thì ai chả mũ vàng? Ôi dồi, thế thì chết bố tôi rồi. Thế lúc ấy tôi lại dây phải đúng hai thằng đầu gấu thật rồi ông ạ. Tôi hẹn ông 8 giờ mà 18 giờ 5 ông đến thì tôi ăn đòn là phải rồi ông. Ôi dồi, thế à? Thế người ngợi có làm sao không? Không sao đâu, ông biến đi. Nàng quay lại bây giờ tôi lại còn chết nữa, ông biến đi. Thôi đi thì cũng được thôi, nhưng mà xem tiền ông nào nhỉ? Tiền gì? Cái ông này. Tiền tôi với ông làm việc với nhau, ông thuê tôi làm bảo kê đầu gấu cho ông, thì tôi hỏi tiền gì? Thuê ông làm đầu gấu nhưng ông đã làm đầu gấu được đâu? Ông biến đi. Thế bây giờ có nghĩa là muốn đầu gấu xuất hiện đúng không? Đúng. Muốn đầu gấu xuất hiện đúng không? Hả? Hả? Tiền hết. Còn nữa không? Hết rồi anh ạ. Này, nhớ này.
tình yêu ấy là phải xuất phát từ đáy lòng chân thật của con tim, hiểu không? Tụi tôi nghe đây. Ừ, khổ lắm cơ, đang chờ lão chồng đi ăn sáng về chứ đâu được chuẩn bị xong hết rồi. Yên tâm, mỗi ngày tôi sẽ cho các bà một bí kíp giảm cân mới nhá, cứ chờ tôi. Ừ, nha, nha. Rồi, rồi, tôi ra luôn đây, nha. Đêm trong màn nằm với vợ mà bạn gọi là phải đi. Ui giời ơi, lại toàn mùi hồng xiêm. Say suốt ngày say xỉn đấy nhở? Ai bảo em là anh say? Ai bảo em đấy? Anh nói là đi ăn sáng một tí rồi chạy ù về. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi. Thì đi như thế là chả là một tí hả? Em nghĩ là anh đi lâu lắm hả? Không phải cái. Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi đấy. Ngày xưa mà bố mẹ không gả tôi cho anh, còn lâu tôi mới lấy một người như anh. Em không việc gì phải to tiếng như thế. Chẳng việc gì phải to tiếng cả. Anh xem chồng nhà người ta đấy. Dự án này dự án kia để lấy tiền về nuôi vợ nuôi con. Mình đến suốt ngày rượu to rượu nhỏ. Khổ quá. Anh nói mình nghe này. Anh không ham hố gì cái chuyện rượu chè này cả. Nhưng mà đây toàn anh em trên bến dưới thuyền cả. Người ta quý mình, người ta mời nhiệt tình thì mình phải đi, hiểu không? Mình làm sao mà mình ở nhà được. Em này cứ lưu ta thì tiểu. Anh bảo này. Thôi. Tạm biệt một cái. Tình yêu, ở nhà nhá. Anh đi tí, lúc nữa anh lại về. Ui. Các con vợ cứ ngồi đi. Rồi, nếu mà vợ tôi về sớm tôi sẽ cố gắng tôi ra. Không hứa trước nhá. Rồi, biết rồi, ok. Thế nhá. Anh, cái gì đấy? Chị nhà mình đi đâu rồi anh? Sao nhà tôi lại hỏi vợ tôi làm gì? Khổ quá, anh em mình là đầu trâu cọc trèo với nhau thì em quan tâm thì em hỏi. Có chú đầu trâu đầu bò. Anh đầu trâu. Vớ vả vớ vẩn trông tôi này trâu với bò. Này, em nói thật nhá, tại sao nhà hai chị em khác nhau thế nhỉ? Đương nhiên là vợ tôi phải khác vợ chú rồi. Này, vâng. Vợ tôi quan tâm yêu thương tôi lắm. Vâng, công nhận chị nhà giàu tình cảm, quan tâm yêu thương. Khác một trời một vực với vợ em. Đúng rồi, vợ tôi giàu tình cảm với tôi mà. Công nhận. Này, em bảo này. Hả? Chị nhà mình giàu tình cảm lắm. Không những giàu tình cảm với anh mà với nhiều người. Chú có ý gì đấy? Đâu, ui, mọc sừng này. Khổ quá, nhú rồi này. Mọc sừng, nhú rồi như nào? Thế em nói từ nãy giờ anh cũng không hiểu à? À, từ đầu như nào? Mà thôi, em cũng chả muốn nói ra đâu. Em về đây. Này, này, này. Dạ. Thế cụ thể là có chuyện gì chú nói cho tôi nghe em nào. Em nói thật với anh nhé, em biết là chị nhà mình là giàu tình cảm, sống có tư cách. Đúng vâng. Rồi. Vợ tôi rất là yêu thương tôi. Đàng hoàng, có vấn đề gì đâu. Vâng, tư cách lắm. Đây này, tư cách đây này, anh nhìn đi. Đấy, đây phải chị nhà mình không? Đấy, đèo nhau hú ha hú hí. Ôm eo cười nói tươi tưng bừng cả, dẫn nhau vào quán cà phê. Ui trời. Đấy, nhìn thấy chưa? Tôi chết rồi, đúng vợ yêu tôi rồi. Nhưng mà chú vừa gặp xong à? Vâng, em gặp ngay đầu làng kìa. Ui giời, sống tình cảm lắm. Thế này thì không được rồi. Phải cho ra ngô ra khoản. Ê, bình tĩnh, nhưng em bảo này. Hả? Đến đấy anh em mình đánh ghen ấy. Đánh ghen là phải có văn minh, lịch sự. Bắt tận tay dây tận trán, nhưng không được manh động quá. Để cho chị ấy nhớ lần sau về mình còn bảo. Được rồi, chú cứ đưa tôi ra đấy đi. Nhớ luôn. Là bình tĩnh ấy nhá. Được rồi, chú yên tâm. Đi. Anh thích thế. Anh bình tĩnh. Cô Hoa, tôi nói cho cô biết nhá. Cô bảo là hôm nay cô đi làm, thế mà cô lại trốn việc, cô ra đây cô ngồi với Giai.
xong lại còn chở nhau trên phố, còn ôm eo. À, bây giờ cô giải thích đi. Chả có gì phải giải thích cả. Đấy, chú xem cái thái độ như thế có được không? Chị... chị nói thế là không được. Ờ hay. Chú cứ để im xem anh ấy dám làm gì. Ngày thường á, anh yêu rượu hơn yêu tôi cơ mà. Sao giờ mất công ghen làm gì? Ai bảo cô là tôi yêu rượu hả? Chẳng qua là bạn bè người ta rủ nhiệt tình thì là tôi nể, tôi đi rồi chứ còn tôi ham hố gì cái chuyện đấy hả? Có gì đấy? Thằng này ngồi xuống. Thằng này ngồi xuống. Bây giờ nhá, cô giải thích đi. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô nhìn thử tôi xem. Lúc nào tôi cũng chung thủy sắt son với cô. Không có chuyện gái trai vớ vẩn. Có bao giờ đi ngoài đường với cô mà tôi liếc nhìn gái một lần nào không? Hả? Thế mà bây giờ cô cặp bồ, hả? Gái đẹp, rủ nhau ra quán cà phê xong ôm eo đi phố. Cô thử xem cô như nào. Thì tại anh thôi. Tại tôi á? Tại tôi cái gì? Hả? Anh chẳng bảo anh không muốn đi nhậu, nhưng vì mọi người cứ rủ nên anh đi. Thì đúng như thế còn gì nữa. Thế còn tôi cũng không muốn có bồ đâu. Nhưng mà người ta cứ tán. Thế nên là tôi đổ. Hả? Thế là... Dạ, cháu chào bác ạ. Mày ngồi xuống đã. Bác cháu gì mày, tao họ hàng mày à? Bác từ từ để cho cháu giải thích nhé. Lần đầu tiên thì cháu... Này, mày không phải giải thích gì cả. Mày gọi vợ tao bằng em mà mày gọi tao bằng bác à? Anh, để cho chú ấy giải thích ạ. Thôi được rồi, mày nói đi. Đầu tiên thì cháu xin chúc bác hạnh phúc. Thứ hai nữa là chị thuê cháu chứ cháu có biết gì đâu. Chị bảo ra đây thuê chị giả tiền rồi đi chơi với chị. Anh ý nói đúng đấy. Đúng là như nào? Chị ý bảo anh suốt ngày rượu chè đàn đúm đến khuya mới về. Thế là bảo dựng ra màn kịch như này để cho anh tỉnh ngộ ra. Thế là hóa ra là ba người là... Vâng. Mình ơi, anh bảo này. Nói thật với mình là bây giờ thì anh cũng tỉnh ngộ rồi. Anh biết lỗi rồi. Nhớ chưa? Nhớ, từ giờ ấy, bạn bè ấy có mời nhiệt tình đến đâu ấy thì anh cũng từ chối và anh không nhậu nhẹt nữa, anh ở nhà với mình nhá. Trời ơi sao số tôi khổ thế này. Bao tháng bao ngày làm thằng rửa bát. Buổi chiều thì ngồi quét sân mà đêm tức trắng giặt đồ. Ôi vậy. Chồng chồng đứng lên đi. Chồng đứng lên nào. Nào vợ Trương nào đứng lên nào. Không sao cả. Nào. Ừ đứng lên nhá. Rồi không sao. Bát vỡ thì thôi kệ nó vứt đi. Em bảo này. Em nghe dự báo thời tiết nói là sắp tới ý, sắp Tết ý, gió mùa đông bắc tràn về lạnh lắm. Thế nên em sợ đôi tay của chồng bị lạnh. Ý, em mua tặng cho chồng một đôi găng tay nhá, để bảo vệ sức khỏe nhá. Ok vợ. Thế bây giờ, ở nhà dọn dẹp đi nhá. Em đi một lúc nhá. Đi nhá. Vợ đi nhá. Đi nhá. Tí về mua quà cho nhé. Rồi, gấp. Cứ ngày nào như này thì có phải là mình ngoan ngoãn, mình không đi đâu không? Đi đi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù ngàn năm gòn tết cao, ta vẫn cùng. Khánh ơi, Khánh. À, ông Tùng đây à? Điều đây. Hôm nay có điểm gì mà hát hò ý nhỏi thế? Đang buộc lại mấy quả bưởi để thắp tết. Mới tìm được quả quán mới, ngon lắm. Anh em đi làm tí. Này, mụ vợ có nào? Ông ấy vơ vẩn. Cái gì? Ông phải tập dần cái thói quen yêu thương chăm sóc vợ con đi. Phải biết tôn trọng vợ mình. Hôm nay làm sao? Ấm đầu à? Gì ấm cái gì đâu. Ông chả biết cái gì cả. Sáng nay tôi ở nhà dọn dẹp. Thế quái là đổ tất cả chồng bát vỡ tan tành. Tôi cứ tưởng vợ tôi cho tôi ăn trưởng. Ai ngờ hôm nay vợ tôi lại không mắng chửi tôi, lại còn bảo là nhẹ nhàng xoa dịu. Sau đó lại còn tặng quà cho tôi cơ. Tặng quà gì? Thì ông thấy không, bây giờ thời tiết như thế này, mùa đông gió bắc thì tràn về lạnh hết cả người, lại còn tặng cho tôi đôi găng tay. Ấy, đang đi rồi, sắp về rồi. Ông đừng có nghe đài địch, bản chất của bọn chúng không bao giờ thay đổi được. Đấy. Không biết cái gì cả. Đấy là chuyện ngày xưa.
Tôi quan niệm bây giờ khác rồi. Mình phải biết học cách yêu thương chăm sóc vợ con thì đối phương người ta mới yêu thương chăm sóc lại mình. Ông hiểu không? Thôi ông ơi, mới có thánh chỉ tặng mỗi đôi găng tay mà tự nhiên là ông dao động thế, tôi thấy ông không được đâu. Ông không biết cái gì cả. Găng tay là một món quà tuy nhỏ nhưng đó là một cả một tấm lòng lớn của vợ tôi dành cho tôi đấy. Giời ơi. Ấy về rồi. Về rồi. À, chào bà chủ. Anh Tùng, anh mới sang chơi à? Chồng, thấy em mua cành đào đón Tết đẹp chưa? Quá đẹp luôn, đúng là vợ mình. Cô mua cành này bao tiền đấy? Cũng rẻ thôi anh ạ, 650. Ui dồi, tính là thì cũng hơi đắt đấy, nhưng mà tôi ghi nhận là đẹp. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, này, dạ. Thấy bảo cô mua tặng chú đôi găng tay à? À vâng, anh ơi, vì là dự báo thời tiết báo là sắp tới ý, sắp Tết đi anh ạ. Sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về, như thế thì lạnh lắm. Em thì lo cho sức khỏe của chồng em, thế nên em đã quyết định mua tặng chồng em một đôi găng tay. Tên 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 tên. Yêu thương nhau thế nhỉ? Chồng có biết không? Vợ phải mua cái đôi găng tay cao su này để giúp chồng trong việc rửa bát này, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo. Cái đôi găng tay này sẽ là người bạn đồng hành, sẽ là người hỗ trợ mình trong việc chăm sóc gia đình. Em đi vào nhà trước nhá. Em đi anh ạ. Chào cô. Ôi ba, ba. Đôi găng tay à. Ba. Tưởng cái Lào hóa ra lại Campuchia. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.